bằng hệ phương trình trạng thái thầy. Mình có hệ phương trình trạng thái rồi, mà trong cái Simulink em thấy có cái state bay là cái không gian trạng thái luôn. Mình lấy nó Có sao? nghĩa là em bóc cái khối mà trong đó nó ghi sẵn x chấm bằng ax cộng b y bằng cx cộng d dx gì đó, nó có cái khối đó luôn đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi em khai báo mặt trận ab trong đó đi. Vậy làm bài vẫn được đúng không thầy? Hai cách, cái khối mà em dùng cái matter function rồi em khai báo giống như một hệ phi tuyến, đó là cái cách tổng quát. Còn cái em sử dụng cái khối mà tuyến tính sẵn như vậy đó, thì cũng tương đương thôi. Dạ. Rồi nhưng mà cẩn thận, ở bên trong nó có một cái chỗ mà nó để là giá trị ban đầu của hệ thống đó. Nha, cẩn thận cái chỗ đó.